đồ đâu mà quá chừng đồ luôn. Em sợ chắc thế nào cũng dư đồ lại nè, cũng thiếu đồ luôn á. Còn một thùng mấy cái khô mắm này kia là để cái ngày cuối cùng mình mới đóng nữa đó, cũng khiếp luôn. Không, hello, xin chào cả nhà. Hai vợ chồng hôm nay bắt đầu là đóng hành lý chính thức vô vô hành lý để đi về rồi. Còn mấy cái này là tôm khô có loại này mình mua là 1,1 triệu trên ký, nửa ký là khoảng 50,000 á. Năm sáu trăm ngàn 1,1 triệu ký thì 500,000-600,000 chân bịch. Này cà phê nữa nè, cà phê là bao la luôn. Đặc biệt chuyến này về là mua tương hột. Mỗi lần mà ở bển ăn tương khèo hoặc là cá kho tương á, cái tương mà họ làm trong keo ăn không có ngon, cho nên là mua cái này đem về. Quấn kiểu này rồi là không có sợ bị đổ. Mua cho 4 kg đem về bển, vừa ăn với lại vừa cho người này người kia luôn. Nhiều người ta thích ăn tương hột kho với lại cá. Mỗi lần về Việt Nam á, là cũng tha đồ. Cái mỗi lần mà về bển ngược lại là cũng lo tha đồ. Em còn mấy cái nón lá của em nữa rồi, chắc em xách tay quá à. Lá mà cắt ra á. Cắt làm bốn ra. Cắt làm bốn về bển dán mà keo lại. Hôm nay là hai chồng đóng 6 thùng trước thôi, còn 2 thùng kia là những cái khô mắm á, mình bỏ ngăn lạnh thì phải để cái ngày mình đi á mình mới đóng sau. Quá chừng mệt luôn. Đi về Việt Nam cũng tha đồ, đi về lại Mỹ cũng tha đồ. Mình có thùng trống mà mình cứ tha, trời ơi, tha mua được cái gì mình thích thì cứ mua thôi. Thôi làm món gì đó? Gì kia lại gì? Ớt xào lá cách. Ớt xào lá cách hả? Ớt xào lăng hả? Phan mình. Ớt xào lá cách, chứ không phải xào lăng đâu. Ủa gì hả? Khác nhau hả? Khác nhau. Xào thì nói chung là xào lá cách, nước cốt dừa. Chăm khổ mấy ngày còn lại là phải ăn mấy cái món này để làm cho ngon ngon nha. Hên xui nha, cái này là chưa bao giờ làm. Đi hôm qua là em luyện công ở trên YouTube á để coi cách làm nè. Không ngon là không ăn nha. Ôi cảm ơn. Ghê không? Bỏ ớt cay cay vô nha. Anh hồi sáng mua này nhiêu tiếng coi nè, 150 không? 100 mấy. Như 100 mấy á. Cái này ta nói là ít đồng nè. Đồng không biết, nhưng mà cái người bán thì nói là ớt, là ớt đồng. Mình này con nhỏ không anh ơi? Ừ. Còn em thấy ớt nuôi là bự lắm. Nhưng mà bà nói là bao đồng luôn. Bao đồng luôn. Ừ. Bao đồng bao ngon. Mấy ông cá chê bà cũng nói là bao đồng đó. Ừ. Thế em nhớ bỏ vừa vừa đó. Quá không nhiều sao? Quá là nó bị hôi lắm á. Vừa vừa thôi. Bây giờ im để người ta làm cho ăn ngon, hay là ngày nhảy vô làm luôn đi. Thì thấy cái gì không đúng là phải chỉ chứ. À, lúc tôi đâu biết người ta làm mà cứ ở ngoài cứ chỉ hoài làm sao. Làm sao bây giờ bỏ nước cốt vô không? Chưa. Ổn chứ. Đâu biết mà hỏi. Chứ bà nói chưa. Nhưng mà thèm quá rồi lên mạng đó tôi. Nó liền. Hai chồng sáng chợ sốt mới năm mấy bây giờ. Tại nghe mẹ nó hù quá đấy. Ớt là đi trễ không có. Cho nên mua, đi chưa? Đó, lên màu đẹp rồi đó đi. Rồi. Đổ hết luôn đi. Cẳng nè. Ồ, cẳng. Cải không à. Cải không. Cái màu đó được anh ha. Dạ, bỏ lá cách vô nè. Bỏ lá cách vô nè. Bỏ vô làm như người ta không biết rồi còn nói nữa. Thay đổi đầu bếp rồi cả nhà. Lỡ mà có không ngon á, thì cả hai đều... Cả hai đều chịu, không thằng nào nói thằng nào hết. Nói chứ mình nấu mình niêm dở lắm. Anh Long vẫn là cái người cuối cùng phải niêm lại.
Coi vậy chứ hồi lá cách nó xẹp lại còn chút xíu anh à. Em chủ yếu là mang lá cách đó. Cái món này nó khác cái món của anh ba làm lá cách mà để nguyên lá nè. Ở trên đó chứ. Thì em thấy có nước cốt dừa nữa mà. Có, nhưng mà nó như là cá hấp. Cá hấp nước cốt dừa. Tương. Ồ tương hả? Ờ cá chưng tương hả? Nhưng mà nó ngon ghê luôn á. Ảnh làm vừa ăn mà ngon á. Xui cho nó đi. Xui cho nó đi đợt đó anh ba anh làm ngon mà đau bụng ghé thăm mà đau bụng không ăn được. Ăn vừa một miếng rồi anh nhả ra liền. Không vừa nổi. Đi ô tô ha. Thay đồ đi ô tô nha. Thức dậy ra là tỉnh queo liền giỏi quá chừng mà. Thức dậy cái là dẫn cho đi ăn liền mà. Thích không? Vậy đó mướn xe cho coi chạy vòng vòng siêu thị chơi nha. Không. Không hả? Sao vậy? Rồi đi. Anh đâu? Hả? Anh đâu? Ủa cái áo này mặc cái quần này đúng không? Kể đi nha. Mặc vậy được rồi. Bang. Hồi trưa hai vợ chồng làm ớt xào lá cách thì hai đứa nhỏ nó không mê cho lắm. Ăn thì rất là ngon ở nhà nha. Ăn nó béo, có nước cốt quá. Rồi nó bùi bùi của lá cách ăn ngon lắm luôn. Nhưng mà hai đứa nhỏ nó không thích. Cho nên giờ buổi chiều á kéo nhau xuống Bến Tre cho hai đứa nhỏ nó ăn ăn thịt bò bistec. Của mấy đứa em á, nó dẫn đi lần trước á, này nó muốn ăn nữa. Giờ mình đi đâu à? Đi xuống siêu thị Go á anh. Rồi cái về cái em ghé quán ăn cái là xong mà. Cho tụi nhỏ nó đi vòng vòng chơi á. Xe cứu thương, nó ngồi là nó thấy xe gì là nó biết hết trơn á. Bữa hổm mẹ dẫn hay định đi siêu thị kia rồi giờ đi siêu thị khác nha. Bỏ cái tật quên đôi dép, phải tốn tiền mua đôi dép cho ảnh nè. 260 ngàn. Ôi siêu nhân đẹp quá. Siêu nhân đẹp quá. Rồi đi, đi chơi. Có mấy cái chỗ này cũng đỡ cho tụi đó chơi. Cứ chán chán là thả xuống đây cho chơi đã rồi cái đi về. Tuột cầu tuột đi. Thôi con tuột cầu tuột đi. Cỡ Khôi với Hayden còn trong đây còn chơi được chứ chị Hayley lớn rồi. Vô đây chán cho nên là đã đi dẫn chị đi vòng vòng ở siêu thị rồi. Chơi mê mẩn luôn. Chơi mê mẩn rồi không muốn ra rồi. Thôi để em nói luôn ha. Này con bò xuống chứ nó đâu phải tuột đâu. Chọi nó. Chọi nó đi. Giờ kêu ra không chịu ra là chọi nó. Không có ra nè. Không chịu ra nè. Không chịu nè. Đó. Ơi. Nhập bọn rồi. Có bạn nhập bọn vô chơi rồi. Đi chợ nấu ăn. Khôi mua gì á? Khôi lấy giỏ, Khôi đi chợ đi. Đường số 4 giao với đường số 2 ở bên phải có cái quán Coco Min. Còn nếu không được thì em gọi cho con nhỏ em á, người nó chỉ mình đi.
trên đường nó có nhiều quán ăn quá chừng nè anh. Chiều đi đâu cũng vậy, cái buổi chiều là quán ăn mọc lên. Quán ăn đặc biệt quá cho nên là không biết địa chỉ đi luôn. À. Vậy là anh chạy xuống chỗ cà phê Kaka nó chạy vô đúng không? Đúng rồi, ở đó nó gần gần anh chạy được đó luôn rồi. Ban đêm mà người ta cũng bán quá chừng nè anh. Wow, chỗ này làm như nó bán trái cây hay sao á, ban đêm người ta mọc lên bán nhiều vậy. Đây nè, đây cái quán nha, Coco Min. Có chỗ đậu xe không không biết? Dạ đúng rồi đó. Dạ, rồi đúng rồi. Dạ. Quán này ăn thịt bò này nó ngon. Con mèo cô. Hay được cho ăn gì? Mẹ mua steak cho con ăn ha. Cho con ăn nha. À, cho chị một cái cơm chiên. Với lại một cái phần hình như cái này, cho chị một cái bò bít tết chiên chín thì sao? Chín và chuyển kèm khoai chiên thì trứng xúc xích. À, khoai chiên đi rồi, con kêu món nào của con nữa? Mẹ à, một cái này hải sản nha, seafood. Rồi, ăn mẹ một cái mì ý hải sản. Địa bàn của mình là có một cơm chiên hải sản, hai quà đặc biệt chín, một phần ăn trứng xúc xích, một phần ăn khoai, một vị ý hải sản, một Pepsi, hai tải linh động. Đúng rồi. Oh. Cái này là ăn đi kèm với bò bít tết anh. Mà cái này ăn ngon chứ. Con lấy miếng ăn đi. Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình của mình nha. Chín không anh? Chín luôn không? Hấp dẫn, hấp dẫn. À. Ở đây là đồ ăn làm vừa miệng mà ăn ngon nha. Ăn rồi mà phải trở xuống ăn nữa. Mì ý, cơm chiên, bò bít tết. Xà lách của nó cái sốt ngon. Nó ăn giỏi chưa? Không đi với mẹ quậy quá, không ăn gì hết. Bữa nay coi giỏi không nè. Ơi, ai cũng mẹ hết. Ở đây mà có mấy cái quán này ăn cũng được anh. Ừ, ngon ha. Càng ngày có nhiều quán ăn á, họ làm ăn ngon, được lắm luôn á. Thôi bao hết luôn á. Ăn người ăn cuối cùng. Đó, sạch sẽ luôn rồi nhà ăn, sạch sẽ rồi. Thôi đi về. Về chưa? Thôi đi về chưa?